Manchester United đang trải qua mùa giải tốt nhất dưới triều đại của huấn luyện viên Ole Solskjaer, hay xa ra là mùa giải tốt nhất kể từ sau kỷ nguyên của Alex Ferguson. Màn trình diễn xuất sắc của Bruno Fernandes, sự hồi sinh của Paul Pogba, phong độ đỉnh cao của Marcus Rashford hay sự chắc chắn của Harry Maguire là những nguyên nhân mà người ta có thể dễ dàng kể đến khi nhắc tới thành công hiện tại của Quỷ Đỏ. Thế nhưng, đừng quên một nhân tố khác, người đang ngày càng khẳng định giá trị và tầm quan trọng của mình tại nhà hát của những giấc mơ, Luke Shaw. Ngày 27 tháng 6 năm 2014, trong nỗ lực tìm kiếm người thay thế hậu vệ trái xuất sắc nhất một thời, Patrick Evra, Manchester United chính thức kích hoạt bom tấn mang tên Luke Shaw với giá 30 triệu bảng. Số tiền kỷ lục cho một cầu thủ tuổi teen ở thời điểm bấy giờ cho thấy kỳ vọng lớn lao mà ban lãnh đạo và tân thuyền trưởng Louis van Gaal đặt lên cầu thủ này. Và dù cho mức giá ấy có gây nhiều tranh cãi, thì tiềm năng của thần đồng tới từ Southampton là điều không thể phủ nhận. Khi ấy, dù chưa bước qua tuổi 20, ngôi sao người Anh đã chơi tới 60 trận ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Tuy nhiên, những mùa bóng khởi đầu của Shaw tại Man United thực sự khó khăn. Chấn thương khiến anh bỏ lỡ phần lớn thời gian của mùa giải đầu tiên dưới triều đại Louis van Gaal. Shaw chỉ ra sân 20 trận trên mọi đấu trường và không có bất cứ bàn thắng hay kiến tạo nào. Chàng trai trẻ tuổi khi đó vẫn đủ nhiệt huyết để với những dấu ấn và sự tự tin. Nhưng chiếc áo số 3 được người tin nhiệm để lại dường như là vẫn quá rộng với anh. Năm thứ 2 của Shaw tại nhà hát của những giấc mơ là một ký ức đáng quên, trong thời điểm mà anh bắt đầu tìm được tiếng nói chung với các đồng đội và thể hiện được những phẩm chất của mình. Một chấn thương kinh hoàng đã ập tới. Pháo va chạm với Hector Merino trong trận đấu với PSV Eindhoven tại Champions League khiến ngôi sao trẻ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải. Ngày hôm ấy, Shaw đã khóc, nhiều cổ động viên MU cũng khóc. Phải đến khi Ole Gunnar Solskjaer tiếp quản đội bóng, mọi thứ mới dần thay đổi. Shaw liên tục điền tên vào đội hình xuất phát, thể hiện phong độ ấn tượng và khẳng định vai trò của mình. Vào mùa giải 2018-2019, Shaw 3 lần giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Man United. Thậm chí, anh còn là chủ nhân của danh hiệu Sir Max Boothby dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm do người hâm mộ bầu chọn. Ông ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trên sân, nhưng hơn thế nữa, ông ấy cũng là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất ngoài sân cỏ. Với cách ông ấy đối xử với các cầu thủ, ông ấy biết các cầu thủ cần gì. Tôi đã có một vài năm khó khăn trước khi anh ấy tới. Tôi nghĩ có lẽ ông ấy đã nhận ra điều đó và biết tôi cần gì. Anh ấy thực sự đã giúp cho tôi ngoài sân cỏ. Rõ ràng anh ấy tin tôi, anh ấy nói với tôi điều đó, và đó là điều mà một cầu thủ cần. So chia sẻ về ảnh hưởng của Solskjaer trong sự hồi sinh của mình. Năm ngoái, nỗi ám ảnh chấn thương một lần nữa trở lại và tưởng chừng nó đã đánh bại Luke Shaw. Đã có thời điểm, người ta tưởng như anh sẽ mất vị trí chính thức vào tay của cầu thủ trẻ Varun William. Thế nhưng, chàng hậu vệ luôn biết cách trở lại, đúng vào lúc mà người ta cần anh nhất. Shaw tận dụng mọi cơ hội để được ra sân, dù cho có phải chơi ở vị trí trái sở trường. Varun William có thể rất tài năng, nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm là thứ mà chàng trai 19 tuổi vẫn cần phải học hỏi rất nhiều. Trong những trận đấu quan trọng nhất, huấn luyện viên Ole Solskjaer vẫn lựa chọn tin tưởng vào Luke Shaw, và anh cũng đã không khiến ông thầy của mình phải thất vọng. Năm ngoái, Quỷ Đỏ có chuỗi 18 trận bất bại trên mọi đấu trường khi Luke Shaw ra sân ở giai đoạn cuối mùa bóng, có đó chắc suất giành lấy một vé dự Champions League. Mùa này, cả Shaw lẫn Man United đều đang thể hiện phong độ cao nhất của mình. Màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với Southampton cuối tuần qua là minh chứng rõ ràng nhất cho điều ấy. Chỉ 45 phút có mặt trên sân là đủ để Luke Shaw đánh dấu ấn khi với một ngày thi đấu hoàn hảo của mình. Hai kiến tạo, 7 lần thu hồi bóng thành công, tạo ra 5 cơ hội ăn bàn, 100% chiến thắng trong các pha tranh chấp thay đổi và tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 92%. Đáng chú ý, hai pha kiến tạo của Luke Shaw trong trận đấu rạng sáng thứ tư là con số ngang bằng với thành tích của anh trong 45 trận đấu trước đó tại ngoại hạng Anh. Tuy vậy, đừng vội vàng kết luận rằng hỗ trợ tấn công là điểm yếu của Luke Shaw, chỉ ít là ở thời điểm hiện tại. Sự có mặt của Alex Telles như một liều doping khiến Luke Shaw buộc mình phải chứng tỏ phẩm chất tốt nhất. 6 vòng đấu gần nhất, hậu vệ này chứ không phải là Bruno Fernandes hay Paul Pogba là người tạo ra nhiều cơ hội nhất cho đội chủ sân Old Trafford. Nhìn rộng hơn tại Premier League mùa này, chỉ có Andel Robertson là hậu vệ tạo ra nhiều cơ hội hắn bàn hơn số 23 của Man United. Và đừng quên rằng, cầu thủ đang chơi cho Liverpool đã đá nhiều hơn Shaw tới 3 trận.
Thực tế số kiến tạo của Luke Shaw mùa này có thể sẽ chẳng thua kém bất kỳ một cầu thủ nào nếu các đồng đội của anh tỏ ra chính xác và sắc bén hơn trong những pha dứt điểm. Có lẽ không ít cổ động viên của Cờ Đỏ vẫn tiếc nuối tình huống Cavani đưa bóng ra ngoài trong trận gặp Arsenal cách đây chưa lâu. Mặc cho pha đưa bóng vào cửa Shaw đã tiền đạo người Uruguay vào tình thế chỉ đối mặt với khung thành đã bỏ trống. Và có lẽ nhiều người hẳn cũng chưa quên tình huống Shaw bị cướp trắng một kiến tạo khi trọng tài không công nhận bàn thắng của Harry Maguire trong chuyến làm khách tại Burnley. Không chỉ khả năng kiến tạo, sự tiến bộ trông thấy của Luke Shaw trên các phương diện tấn công còn thể hiện ở các tình huống phối hợp chồng biên nhịp nhàng, các quyết định bứt tốc hợp lý và đôi khi là những cú dứt điểm bất ngờ về phía khung thành đối thủ. Nhưng nhắc đến Luke Shaw ở hiện tại, đầu tiên người ta nhớ tới có lẽ là sự điềm tĩnh và khả năng phòng thủ tuyệt vời. Thất bại trước Sheffield United ngay trên sân nhà trong ngày mà Luke Shaw vắng mặt có thể coi là một minh chứng rõ ràng nhất. Alex Telles có thể làm các Malaysian yên tâm trên mặt trận tấn công bằng một đường kiến tạo, những quả tạt xuất sắc hay khả năng thực hiện những miếng đá cố định mang tính đột biến cao. Thế nhưng trên phương diện phòng ngự, những lỗ hổng mà tân binh chuyển nhượng tới từ Porto để lộ ra là quá lớn, và cả hai bàn thắng của Sheffield ngày hôm ấy đều xuất phát từ vị trí của cầu thủ này. Thực tế không cần phải đợi tới trận đấu với Sheffield để người ta nhận thấy Luke Shaw quan trọng như thế nào với MU. Trong những cuộc đối đầu với đội bóng thuộc nhóm minh xích, huấn luyện viên Ole Solskjaer có thói quen chủ động lựa chọn lối đá phòng ngự phản công. Khi mà hệ thống phòng ngự của Cờ Đỏ được đặt dưới áp lực một cách thường xuyên, đó mới là lúc so cho thấy giá trị của mình. Trên thực tế, việc MU không đạt kết quả tốt khi gặp các đối thủ lớn là do hàng công không thể ghi bàn. Trong khi đó, hàng thủ của họ rất ổn, với một Luke Shaw vô cùng tỉnh táo và chắc chắn. Nếu không tính tới trận thua 1-6 trước Tottenham Hotspur trong một ngày MU mất người từ sớm, đội quân của Ole Solskjaer mới chỉ thủng lưới đúng một bàn trong 5 trận đấu với nhóm Big Six mùa này. Đặc biệt hơn, Luke Shaw cũng là người được bầu là cầu thủ hay nhất của Cờ Đỏ trong 3 lần trong những trận đấu ấy. Một cách âm thầm và lặng lẽ, hậu vệ mang số áo 23 đang từng bước khẳng định được giá trị của mình tại câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh. 7 năm gắn bó với Old Trafford là một quãng thời gian đầy rẫy những thăng trầm. Cuộc đời không phải lúc nào cũng tràn ngập màu hồng với Luke Shaw. Thế nhưng mỗi lần bị sổ gã, anh vẫn luôn biết cách đứng dậy và trở lại mạnh mẽ hơn. Từ chàng thiếu niên trẻ tuổi đến người đàn ông trưởng thành, từ gã béo bị hoài nghi nhất biến thành ngôi sao được tin tưởng bậc nhất. Hành trình mà Luke Shaw đã trải qua thực sự là hình ảnh tiêu biểu cho sự nỗ lực tuyệt vời, cho tinh thần của Manchester United. Hậu vệ 25 tuổi có lẽ đang sống trong những ngày tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình. Còn với người hâm mộ Quỷ Đỏ, có lẽ đã lâu lắm rồi họ mới lại có cảm giác yên tâm như vậy khi nhìn về hành lang cánh trái của đội nhà. Thế nhưng, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài khi mà mùa giải mới chỉ chơi qua được một nửa. Giờ là lúc để chúng ta chờ xem Luke Shaw vào đội bóng của anh có thể tiếp tục tạo nên những điều kỳ diệu hay không.